Đúng rồi, quan hay lắm, một lần là dính ngay. Thấy chưa, số chết. Tôi phải chết. Lần này ông chắc chắn là hắn chết đúng không? Chết chắc luôn nè. Đó, đó, nè, đứng lên nè. Đó, đó, đó. Chết. Đứt rồi kìa. Sao dây to mà dễ đứt vậy? Tôi phải chết. Cái gì vậy, chưa chết hả? Thì nó đâu có chết được. Thì nó đâu có chết. Sao ông nói chắc chắn hắn chết? Thì trước sau nó cũng chết, tại số nó tận rồi mà. Sao không cho tôi chết đi? Sống mà bị ám ảnh thì sống là cái gì hả trời? Nhắm mắt lại là thấy nó về đòi mạng thì làm sao mà sống nổi? Ê ê, anh không có được nói bậy nha. Tôi đâu có về ám ảnh đòi mạng anh đâu. Cho tôi chết đi. Đâu ai cản mày đâu. Mày chết lẹ đi, tôi còn dẫn hồn mày về âm ti nữa. Mày chết lẹ đi. Cho tôi chết đi. Ông có cản chết đi. Tôi mới chết lãng nhách nè. Bắt lộn tôi đi nè. Bắt lộn một người tốt như tôi đi nè. Người xấu như ông á, đáng lý bắt ông là đúng rồi. Làm ăn súng nhanh. Tôi muốn chết. Nó hoài. Ngàn lần trước điều chính á, chỉ có tới nhà ngươi mới sống thôi. Nhắc hoài. Mà tại sao là tôi chứ? Tao đã xin lỗi rồi mà. Xin lỗi là xong hả? Chứ muốn sao giờ? Ông coi hắn kìa. Vậy mà hắn nói hắn không ngủ được đó. Nằm xuống cái như người chết rồi vậy đó. Cứ như vậy hoài, không biết khi nào ta mới có thể bắt hồn hắn dẫn về âm ti đây. Thôi giờ vậy nghe. Hả? Bây giờ ta tranh thủ chập mắt chút. Ngươi chịu khó canh chừng hắn giùm. Khi nào hắn chết thì báo ta ha. Bậy. Bậy rồi. Cái gì bậy? Làm ăn sống nhăn mà bây giờ còn đòi chợp mắt nữa hả? Nhắc hoài. 1000 lần 9 chỉ có lần này là sống nhăn thôi. Nhưng ta biết lỗi ta rồi, đừng có nhắc nữa. Xin lỗi là xong hả? Tôi nói cho ông biết nè, cái người cần chợp mắt là tôi mới đúng đó. Mà bây giờ lòng dạ tôi vậy, sao tôi ngủ được? Khổ không? Thôi. Thôi vậy ta với ngươi cùng thức canh hắn đi. Đó. Thức suốt đêm để có một kỷ niệm về sự cố nghề nghiệp mà 1000 lần 9 chỉ có 1 lần sống nhăn. Ha, thức ha. Vậy đi. Rồi, thức ha. Trời ơi, có lúc nguyên đêm không ngủ được, mà khi chợp mắt rồi không muốn dậy luôn. Sáng rồi sao? Còn cái ông này nữa, làm ăn sống nhăn mà ngủ. Ngủ. Chết. Làm gì người đánh ta vậy? Vậy đi, làm ăn sống nhăn mà ngủ hoài vậy? Ngủ đâu, ta mới chợp mắt có chút xíu thôi mà. Trời sáng luôn rồi kìa. Rồi giờ làm sao? Cái chuyện nhập hồn của tôi làm sao? Chứ không lẽ cứ ngồi đây cứ canh hắn hoài? Chắc lần này về ta thế nào cũng bị Diêm Vương biệt giam ở trong ngục luôn, vì tội tắc trách đó. Cái tên này đúng là nhây hơn chữ ông nhây. Ông có biết nhây nữa hả? Thì bắt hồn mấy người trên trần gian nghe hoài riết thuộc luôn. Bắt bẻ quá vậy. Mà ông nói đúng đó, tên này nhây thiệt nè. Rồi bao giờ mới mượn được xác hắn để nhập hồn đây? Rồi chừng nào tôi mới về gặp bé Tư? Kìa, có người kìa. Trận ơi. Trận. Ngủ dữ mày. Trận. Vậy nè. Vậy mày. Mày ngủ hoài vậy? Tao có chuyện nhờ mày nè. Trận. Hắn ngủ sai lắm. Trời, cái thằng. Vậy. Kêu không. Ôi, có được đâu. Sao người nó lạnh ngắt vậy? Không lẽ nó trúng gió nó chết rồi? Bà con ơi. Bà con ơi. Thằng Trận nó chết rồi bà con ơi. Hey, bà con ơi. Hắn chết thiệt rồi. Ủa? Đúng rồi. Hắn chết rồi. Cái xác ở đây. Còn cái hồn đâu? Chết rồi. Trong lúc mình ngủ quên, chắc cái hồn của hắn đi đâu lang thang rồi. Bây giờ ta sẽ rượt theo. Ta bắt cái hồn của hắn về. Còn ngươi, ngươi ở đây, mau nhập xác của hắn đi ra. Đi. Chết rồi.
Bé Tư, bé Tư, bé Tư ơi, bé Tư, bé Tư, anh Út Trọn nè, bé Tư, bé Tư, anh kiếm ai? Bé Tư, anh Út Trọn nè, anh Út Trọn nè, anh bé làm Tư. Gì vậy? Em không nhận ra anh hả? À quên, bây giờ xem nhận ra anh được chứ? Thực sự là chuyện này dài dòng lắm. Thực sự là anh đã chết rồi, nhưng mà số anh chưa có tận. Vì quỷ sai bắt nhầm anh nên bây giờ trả anh về Trần gian để hoàn dương. Ngặt một nỗi á, là bây giờ xác của anh đã chương sình rồi, nên anh mới mượn xác của tên này. À mà hắn cũng tên Trọn và sinh cùng năm với anh luôn á bé Tư. Anh biết bây giờ anh mà nói vậy á là em hơi khó hiểu và khó chấp nhận anh, nhưng mà thật sự trong hoàn cảnh này anh không biết làm gì khác hết á. Bé Tư, anh chỉ mong ước được gặp em bằng mọi giá, mặc dù anh dưới hình dạng của một người khác. Anh đừng có ăn nói lung tung như vậy, sẽ đụng chạm tới hương hồn của anh Út đó. Không không, anh là Út Trọn đấy bé Tư. Mẹ em là bà Bác đúng không? Mẹ em chuyên hành nghề bói toán lên đồng đúng không? Ở đây ai mà không biết. Hôm trước khi anh chết á, lúc đó mẹ em nổi giận đùng đùng lên, mẹ đuổi em đi, đuổi mình đi đó. Sau đó thì anh chết luôn. Anh nói vậy có đúng không bé Tư? Anh thật sự là anh Út Trọn này bé Tư. Nè, có phải thằng Út Trọn nhập hồn về có đúng không? Dạ mày là bác. Út Trọn có đúng không? Dạ chính con này bác. Chỉ có thằng Út Trọn á nó mới biết tao làm nghề bói toán. Chỉ có dạ. Thằng Út Trọn á mới biết tao lừa gạt dân làng đúng không? Dạ. Mày giỏi quá, mày giỏi hơn tao dạ, rồi bác đó. Dạ bác nhận ra con hả bác? Dạ con. Ôi, cảm ơn gì chứ, tao nhận ra dạ. Mày rồi. Mày giả bộ là thằng Út Trọn để lừa gạt con gái tao đúng không thằng cô hồn? Dạ, mày không. Đi khỏi dạ, đây con. Mày à, dạ. Mày đi khỏi đây mày ơi. Tao không có tin đâu bà. Tao không có tin đâu. Anh là Út Trọn đây bé Tư. Nè, cái thằng cô hồn kia, tao nói cho mày biết nghe chưa, mày đừng có nói lên cái nỗi nhục của tao. Mày nói cái chuyện mà cả thiên hạ đều biết hả? Tao bỏ nghề bói toán rồi, cả xóm đều biết, chỉ có mình mày không biết à? Mày dạ, đi không? Mày đi không? Bé Tư. Đi. Bé Tư. Ngó làm gì? Không phải nó đâu. Đi vô.